Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào với cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. Và Tùng Nguyễn mến chúc với cô chú một ngày mới thân tâm thật an lạc và năng lượng đầy tích cực ạ. Và con thay mặt khán giả cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Và hôm nay con quay lại là con nhờ cô Sáu chia sẻ con một cái clip An là Hòa, năm canh dần. An Hòa năm canh dần tiếp phần 2. Qua. Dạ. Con mời cô Sáu ạ. Bữa nay Sáu đọc tiếp cái phần này cho nó hết một cuốn là cuốn 1, còn cuốn 2, cái bộ này tới 2 cuốn. Dạ. Yeah. Mà trước khi đọc, mà cô cháu mình lý sự một chút đi. Nói về... Cô Sáu nói về cái đề gì cháu, đi? Cháu Trúc. Gửi lời cho cháu Trúc. Biết là khi mà tiếp xúc cháu Trúc làm như nó có cái chuyện, cái sự liên hệ gì mà nó rất là ấm áp. Dạ. Chúc mừng cháu coi văn của ông Lão Thiên Ngôn mà nhận thức được là trước đây chắc là cũng có cái phần thiện duyên lại với thầy tổ đó con ơi. Dạ. Chúc mừng con nha Chúc. Bây giờ Sáu có một gia đình ấm áp rồi đó. Bên nước ngoài thì có anh trai là Phương Lâm, gái là gái Trúc. Dạ. Gái Trúc là tuổi với gái thế thế nào sao đó. Dạ. Bởi vậy thầy cũng nói duyên lành mới rõ mà Trúc là có thiện duyên đó với thầy tổ mới là nhận thức được cái lời văn này cái nọ. Sao cũng cố gắng để mà chuyển qua bệnh cho cháu. Cháu với Phương Lâm có một chí hướng à, Phương Lâm cũng vậy. Sao gửi rất là đầy đủ kinh sách từ cái bộ mà lịch sử rồi kinh của dì Ba, kinh của Ngọc Soàn, kinh của ông Lão Thế Ngôn thì sao gửi hết. Bây giờ thì Chúc cũng y như Phương Lâm rồi đó, sao rất là mừng. Dạ. Yeah. Không phải riêng Chúc gì à, Phương Lâm với Chúc mà Chúc hết em gái nè, anh chị em, cô bác nè nhận thấy được cái lời của thầy tổ mà trở lại đó. Đồng chung chí hướng với tổ thầy. À, đồng chung với hướng với tổ thầy nè, thầy trở lại nè, viết văn thơ nè, nè biết nhận thức được thầy về bằng văn viết sử thơ thuyền đà cập bến à, hết mơ nữa rồi là chúc hết anh chị em nhận thức được cái bộ mà kinh sánh thi thơ này. Nếu mà không có cái bộ này thì không biết làm sao mà cái phá được cái rừng lâm này đó. Thầy nói chí phàm chốn sơn lâm nó dễ văn như phá rừng ngầm cho văn, mà nếu không có cái bộ kinh sánh thi thơ này chắc cũng khó phá nổi cái rừng này lắm à. Cái rừng này tại vì bao nhiêu tín đồ là nghĩ là rắn nè hổ lan rồi này kia là ở trên đám rừng này không. Dạ. Gió cuộc cái đám rừng này là cái chí. Chí phàm như chốn sơn lâm dạy văn như phá rừng cầm cho văn đó. Nếu mà không có cái bộ kinh thánh thi thơ này chắc cũng khó mà phá được cái đám rừng này đó. Dạ. Cho nên bây giờ mà mấy cái người mà có thiện duyên với thầy á, tới đây mà thỉnh kinh sách này kia nọ, sách chúc mừng hết trơn một cái năm rồng này ha. Dạ. Đầy đủ hạnh phúc để mà đón cái ác một này bước qua nè. Còn cái chuyện mà xuất hiện này nọ thì cái chuyện đó là cái cơ trời. Nếu mà thay đổi thì cũng có xuất hiện cái điểm này điểm nọ chứ không có gì mà để mà hoang mang mà mình để mình lo sợ. Yeah. Nhiều vương yêu cũng có giải rồi. Một không thấy kỹ được. Yeah. Thay đổi thì có điểm này điểm kia. Rồi tiếp tục cái đoạn văn hồi ngày hôm qua. Giờ mới vô cô Sáu giới thiệu là dì Ba là cũng như là có mấy người con và có ông Tư là có bao nhiêu người con. Cô Sáu giới thiệu sơ lược cho bà con cô chú bác ta hiểu đi cô Sáu.
Vậy hả? Dạ. Thì khi ông Lợi Thế Ngôn cũng về ông mượn xác Bình Hòa đó, thầy cũng nói rồi chứ nản chí đừng tu bỏ liếp, chậu Quốc Sang gặp Lợi Thế Ngôn thầy cũng dặn tín đồ là khi thầy vắng mặt thì đừng có bỏ liếp, có ông Lợi Thế Ngôn thế thầy dặn trước. Chỗ hồn không có cách chi tồn sát đi mắt, cái hồn thiên thầy không có mắt, cái hồn thầy còn thầy trở lại. Dạ. Ta cũng tỏ ra lời khờ khạc câu huyền sâu cho đó ngụ ngôn, mã sông phi diễn vọng, tâm hồn hành thấy lữ đêm dài cạn tỏ. Cái bề trên nó lập cái lớp tồn đồ mặn cho ông á, là ông về ông hiệp chiến ngũ tiên là năm bà sanh cho được 15 đứa con, cho nên cái lời văn để phương Tây Ngọc Ẩn Quỳnh Long Ngũ là thầy cũng nói Ngọc Ẩn khó tầm đó. Dạ. Tiên nữ Lâm Phàm Thập Ngũ Quy. Thập Ngũ Quy là con biết nhiêu con không? Thập là 10, ngũ là... Ngũ là 5. 15. Ừ. Tiên nữ Lâm Phàm Thập Ngũ Quy tái tạo trần gian lúc mấy chày là hiện giờ đó. Dạ. Lan thiên giờ gót hẹn xung dày, chờ ngày tái ngộ dìu con trẻ. Canh ngủ mới trở về để con thơ là năm 90 rồi, Bích Thủy năm đó là Bích Thủy có chồng về đây, Bích Thủy 19 tuổi là cho ra đời đó. Dạ. Canh ngủ đó. Tái tạo trần gian lúc bấy chày, lan thiên giờ gót hẹn sinh dày, chờ ngày tái ngộ dìu con trẻ, canh ngủ trở về để con thơ. Sử vàng ghi chép dạng cơ đồ, hồng nhan số mạng vô thiên định. Cái chuyện làm này thiên nó định đó con. Dạ. Nhìn do thiên định buổi cuối cơ quyền mãi chuyển xây, lê thứ đâu hay ngọc buổi chiền, thị minh là dòng giống của rồng tiên, ngọc ẩn kim tiền lưu dạng cổ, sàng là cái nữ của Quỳnh Long. Mấy câu thơ này là cũng như ngọc không còn ẩn nữa, bây giờ ngọc sàng cho biết là ngọc ẩn này, ngọc này là con của Quỳnh Long, bây giờ xuất hiện hết rồi đó, không còn ẩn nữa. Dạ. Sàng là nữ của Quỳnh Long. Cái tuần này sanh ra tới 15 đứa, bởi vậy cũng nói con ta nhiều gái nhiều trai, sao lại mượn gái để thay thế này. Quỳnh Long sắp đặt trước ngày, mượn tay một gian một gái đi giết ngay phong thần, là cũng như cái xác thì không tái tạo, chứ cần về cũng mượn cái tay làm việc không à con ơi. Dạ. Một gái thì giết sử nhắc chằng, là Bích Thủy thì lập võng phong thần, là cũng như bữa nay phong thần tới thế tỉnh An Giang đó, là báo cho biết là phong thần nó tới thế rồi, tới thế làm gì, vì kẻ quấy lọc lừa nhân thiện đó. Bởi vậy bây giờ đốn con thấy không, đốn từ từ ra vào cho chống ở với hăng, không tránh khỏi được từng hồi được đâu đó. Dạ. Đốn bứng mấy góc bự trước thẳng từ 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 dạt cũng nhỏ theo. Dạ. Chứ còn mà ở dưới góc nhỏ mà làm nên biết nhà nào cho mới kết thúc, cho nên phải bây giờ phải giặt mấy góc lớn trước. Dạ. Giờ cho chốn ở dưới hang cũng không tránh khỏi lực tuần hoàn ở đâu đó, bây giờ dây phải trả căn nào quả nấy rồi, chứ không có chạy đâu khỏi chứ. Dạ. Báo trước cho các cấp biết đó, chốn ở dưới hang cũng không khỏi nữa. Dạ. Mình làm sai thì bây giờ chốn đâu cũng hỏi chăng, tại vì cái lực này lực của bề trên chị mà, cho nên nó Phật Dương chỉ chúng thế giới mình đi nó không, về phải lấy cái lực này phải chỉ. Dạ. Chứ độ làm sao độ cho hết, biết bao nhiêu sao độ cho hết, phải đem cái lực này lực kia ra mà chỉ, không biết mình có kịp không, độ sao độ cho hết nữa. Chị cô Sáu cho con hỏi là cũng như có một số người mà Việt mà đang sống ở nước ngoài á, mà nếu mà không về kịp thời kỳ này rồi, theo như cô Sáu thì có sao không cô Sáu? Mấy người mà ta ở nước ngoài ta không có về đó hả? Dạ. Thì có làm sao đâu, sống đâu thì cũng vậy, ăn hiền ở lành, mình làm lành thì về trên chứng chân, thầy cũng vậy, Lục Châu mà châu nào cũng vậy chứ đâu phải cũng vậy riêng gì nước Việt Nam mình đâu con. Dạ. Yeah. Sống đâu cũng trong cái đâu có ngoài có cái càng khôn mà đâu, bởi vậy ông tiên nữ thì ông Lão Quân cũng nói đó. Bà nói phải trả lời trong đâu có trả lời ngoài càng khôn rồi đâu. Dạ. Vậy mà con thấy có nhiều bên tín đồ Phật giáo Hoàn Hảo á, cứ nghĩ thầy là bên Phật giáo Hoàn Hảo không à, không có bên khác. Thầy cũng dạy Lục Châu con chỗ nào cũng dạy đâu, cho nên bây giờ
phải mượn tay của Thủy Ngọc Sàng dịch lại cái lời giáo dạy của bề trên, là bên đây nói quốc gia giảng đạo Di Đà cho Phật tử trong ba học hỏi đó con, dạy hết mà năm châu mà. Dạ. Nhắc cũng như nhắc lại cái lời cũng như hồi đó thầy cũng dạy lục châu đó bây giờ. Bởi vì chắc con nghĩ là cũng như ai có cơ duyên thì xây chuyển chắc từ từ cũng về Việt Nam, mấy người có thì cái đặng văn trong Đức Bình giáo chủ cũng nói rồi, ông nói kẻ sang hải ngoại cũng về nhà, người trong tăng lữ cũng là ước ao, bấy lâu đã khát khao tự trị, thanh niên đàn chuẩn bị xong chưa đó. Dạ. Chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ kẻ bảo chỉ vừa lòng dân mà. Cương chung nghĩa thánh thần cảm động, ắt có ngày mở rộng cơ quan đó. Dạ. Văn bài á, con chịu khó con coi á, thì con nắm hết trơn à, tại vì thầy cũng nói rồi lúc rảnh phải thường coi kể giảng. Mà con coi á, thầy cũng chỉ á, cái cơ của thầy thì khi mà thầy ra đời thầy nói cơ nhiều, cho nên thầy cũng biểu muốn chi tầm còn biết nơi cơ thì phải coi trong cái bộ kinh sánh thi thơ này nè, cũng biết không? Dạ. Kinh sánh thi thơ này là của ai, thầy cũng trở lại ông giải cho ai, cái bài tán đố này có ai giải nổi. Bởi vậy nói người phàm mình đừng có giải đem cái lời về trên giải không có đúng đâu. Dạ. Giải rồi cái mình nói tháng này tháng kia cái cơ về trên nói sao mình nắm được mình giải. Nói làm như hù người ta. Để về cho anh xoay dạ. chuyển thôi à. Thầy ông tuy là lãnh sứ mạng chỗ này chắc cũng chờ lệnh thiên công, không có thấy không? Văn bài là chỗ nào cũng chờ lệnh thiên công không à. Chờ định chứ, chờ còn dụng đủ mua cái tính không tính. Sao không tính? Dạ. Làm cho người biết lệnh thế nào mà. Dẫu cho người tài giỏi là bao cũng không thể tạo đào trời được. Dùng mua kế rằng biến di quả đất này này liệu anh hùng cắt nước cánh lo đó. Dạ. Nếu anh hùng chống nổi nặng to, đừng có để thua kế thì mắc cho tuôn giải. Lực định kỳ chờ ông đó phân giải rồi, đã tới rồi đừng có cãi phải tùng. Phụng hành thì được Phật trời dung thứ, quy thuận nghe lời thì được thứ dung à. Nước tại Nam này có sẵn món tùng nè. Mấy ông này tài giỏi cứng đầu chứ một năm mà ông không mưa rồi cũng không sống nổi nữa chứ khỏi cần phải làm gì á. Bởi vậy chuyển trời đất đổ dắt thay màn là do bề trên xây sắp không ơi, chứ dạ. không ai mà xây chuyển được càn khôn này đâu. Bởi vậy mình coi văn sử mình phải nắm những cái lời văn sử của bề trên để dạy mình nội một cái mà. Thầy cũng nói chí phàm với chúng sơn lâm dạy văn chi phái đừng cầm cho văn này, không biết bao nhiêu người làm lạ tưởng là hùm beo tây tưởng là trên rừng xuống này kia không chặt hồn. Cái chí phàm của mình, cái chí mình mà không có sửa đó con. Dạ. Thì cũng như là thú chứ gì. Đặng văn thầy cũng nói đặng thứ chính đó. Dạ. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng đó, nổ lửa đình mày có định chừng, cho tôi biết mà toan dữ chứ. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược đó. À gì đó. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược. Nên người đời ra đây tôi quên à. Thua thì hơn thì phê phan tự đắc. Còn thua thì hổ ngư làm chuyện bất lành, gây nghiệp quả quan quan tương báo. Cơn nóng giận mà kể gì nhân đạo đó. Tỉ như con cọp dữ trên rừng thì có đó cái gì đâu. Thì yeah. cọp đó cũng là người cái gì đó. Mình đọc cái đoạn này liền biết thầy cũng nói thú ở đâu à. Yeah. Gặp thịt tan cấu xé tưng bừng, phân từ mảnh mới là hả dạ. Là thú cái chứ còn gì nữa đâu. Yeah. Thôi nói vòng vòng hơi mình tiếp tục đi cho rồi hết cái cuốn này ngày hôm qua cũng ăn quà ra năm canh vàng. Năm đầu tiên là ông Lão Thế Ngôn về mượn xác ở Bình Hòa đó là năm 50. Thầy giáng mặt năm 47, 50 thầy trở lại cho nên thầy nói tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua đó. Viết cuốn này là năm canh vàng là đầu tiên nè. Bởi vậy nhiều khi là clip sẽ nói sẽ gặp cái cuốn tới năm 3 tới tưởng đâu về tới mấy năm mới viết văn được. Chứ bây giờ tìm được cuốn này là ông nói không biết năm canh dặn. Dạ. À ngày hôm qua tiếp cái đoạn ngày hôm qua nè. Tu đó có phải tu còng diêm vương, tu theo cái lối nhà thương, tu mưu tu sĩ, tu lường thế gian, tu mà người lại khóc than, tu muôn tu chịu, tu ngàn không thôi, rõ ràng tu mép tu môi. Thấy tu mà bỡ
thấy tu mà dưới bưng nồi thế gian, tu mà sắm đất sắm vàng, tu mà sắm ghế sắm bàn lùm tùm lum. Di Đà miệng niệm nghe âm rầm quân thì tới, giọng chung tại chùa đang văn niệm qua hình như chia sẻ tới đây nè. Nói đâu thằng Phật quê mùa làm gian làm ác tới chùa mà che, mấy thằng gian nịnh nó nghe, nó cũng rùng giật một phe côn đồ, nó cũng giật thứ gà cồ, nó cũng nịnh lùa theo mấy giữa to giữa hơi đẳng có bụng no, bụng dạ nó cũng queo co kiếm vào. Mấy thằng vừa nịnh theo gào nín, Ba Phương ơi ông lặng thinh dùm nghe được không? Nó biết chỗ nào mà tránh mà chơn, giãn cơ nó tránh nó hờn, biết bao là thứ cây sơn hội này. Mở miệng thì kêu Đức Thầy, kêu Thầy về chứng một bầy ác gian, tu mà còn ác muôn ngàn, làm cho dân thứ than gian khắp cùng. Nào đâu có kể lời khùng, các đều văn xảo tứ tung làm càng, nào đâu có kể xóm làng, cứ việc làm càng nhiều lợi thì thôi, tưởng là vậy chắc rẳng rồi, tưởng là giành được miếng mồi ngàn năm, nào đâu có chữ cao thâm, nào hay có chữ quả lâm sau này, tưởng là bạc dạng tôn thầy, tưởng đâu làm vậy hưởng đặng dài lâu, nào hay mắt cắn văn bao văn văn khâu hết rồi. Dạ. Rồi còn cái lữ không sao xài, không có cán rào cầm. Nào về gặp một đám châu của của tàu, làm cho mắt mỏ chạy nhào, chạy đâu cũng bị giáo tàu nói đâm, cơ thâm thì quả diệt thâm, lời Phật nói có nào làm ở đâu, khi trời khi Phật khi thằng kết phe kết đảng, Phật thần kể chi bày ra nhiều chuyện quái kỳ, thầy nào có giải quái kỳ vậy đâu, thầy nào giải thâu tiền sâu, thầy nào có giải chuyện âu lạ kỳ, bao nhiêu cũng nói vậy thầy, dân theo lời giải của thầy làm y, biết bao là kẻ ngu si, thầy đi ăn lặng vậy thì của dân, tu sao không lượng không phân, kẻ xa người gần thì cũng như nhau, gần xa cũng có một màu, tu mà còn dạy tu sao cho thành. Chết mà khéo giá hơn lành, mấy kẻ tu hành thua kẻ tu không tu, tu mà tu dễ tu ngu, tu muốn cho đặng dũng dù nghênh ngang, tu mà muốn đặng giàu sang, cho nên gạt xóm gạt làng lấy xu, miệng tu lòng chẳng có tu, tu tiền tu bạc tu xa duyên chằng, tu mà bỏ Phật bỏ thần, tu cần tiền bạc tu cần lập thân, tu mà quyết hút máu dân duyên chằng sung sướng, tu đường âm ti, tu mà tu cách phân ly, thầy thờ dạy cách vô vi, không cần tu cầu lấy của lương dân, nào đâu có cần tu đạo vô vi. Tu tầm âm phủ mà đi, tu đó tu cách âm ti rõ ràng, tu cầu đặng có vinh quang. Nào đâu có má, có màng tu Phật tu tiên, tu mà kiếm sợi xích xiền, tu cầu xuống miền diêm chúa làm quan, tu cầu chết được giàu sang làm quan thập điện, xuống miền âm ti, tu mà quỷ bỏ du di, tu theo kiểu mới tu ngay chầu Diêm La, xuống mà mặc áo cà sa của vua thập điện Diêm La để dành, để chờ mấy kẻ tu hành, tu mà tu giật tu dành của dân Diêm La thương đức, à, thưởng đức ban ăn công lao đã của lương dân làm giàu, lương thưởng công cao thiệt là cao, hưởng của quá tánh làm giàu trần gian, thương người quân tử chí can nên mới làm giàu, giả tạm đời mê xem trần ta lại cười hề, nên ta trở về đặng có dáng can, ta về ta chịu hột khổ nàng, ít ai mà có mà màng tới ta, đôi lời thiết nhĩ tha tha, thiết nhĩ tha nha, mặt tình thế sự nhìn ta thì nhìn, bề nào ta cũng linh đinh, hết dinh tới nhục ta thờ phải cam, dinh thì cũng có tiếng đàm,
Dục thì cũng có tiếng đàm khắp nơi, dục chinh ta cũng chẳng nao. Thảm thương lê thứ ngắn ngao trong lòng, ta đây thương giống lạc hồng, ta nào có kể công, ta đâu nào, tao văn, ta nhã, ta giao. Đặng người thức tỉnh, đặng trao sửa mình, ta nào có muốn thăng vinh, muốn hồn chiến sĩ, biểu đình giữa nương. Đau lòng tăng sĩ đảng trường, nhìn tường đồng chủng, mắt hường nhỏ xa. Thấy đời quá dại, mà buồn gió thổi sái luồn mà cứ buồn chương. Nhìn thay nhìn xác ta thương, dầu mà khóc lóc mắt có thường đặng ai, tại mình sái bước lạc lài. Dầu mà khóc lóc kêu này đi thương buồn gì chẳng khỏi mà buồn. Chê thằng chê Phật ngông cuồng chẳng nghe, rạch vòng vòng mà giặt một phen. Nghe con đắc kỷ đi khoe khắp cùng, chê điên chê dại chê khùng. Xa gần đều tới rùng rùng khen hay, từ đây sắp tới chắc bay hết. Còn cậu tám, cậu hai, cậu mười, bấy lâu nói cười cười, cậu mười, cậu tám, cậu hai, thiệt là từ đây sắp tới nha. Văn mài giỏi mà theo cậu nhiều ngày làm quan, từ đây sắp tới hổ hang. Tuồng đời tới lớp và tới lan đã rồi, còn chi mà đặng cao ngôi, từ đây sắp tới phủi rồi lỡ danh. Còn chi đâu nữa tranh phân, còn chi đâu có lập thành kế mưu. Thằng tiên thấy chẳng đau lòng, nghe theo đắc kỷ thay chồng bằng non. Lẫn đời ta lẫn quá dài, hỡi trang hào kiệt anh tài hãy nghe. Lẫn đời lẫn đủ màu mè, đặng cho hào kiệt lắng nghe giải buồn. Lẫn chừng người bỏ tâm rừng, lẫn chừng người hết lửa phần trong tâm. Lẫn hoài nhiều kẻ thù thâm, tay cầm bút sắt khổ thầm cho ta. Nói gì thì cũng quỷ ma, ta ma ta quỷ, ta ra lẫn đời lẫn chừng các chỗ các nơi. Dùng văn tao nhã ta mời người hung. Biết người mạng đã gần cùng, cho nên ta cứ tứ tung kêu hoài, biết kêu cho thấu tới tai. Đặng cho kẻ giữ chở hoài hiền lương, đặng mà qua khỏi quan ương, ta đây quyết chí chỉ đường người đi. Đặng cho rõ mặt tu mi để chi, kẻ thì người khi người cười, kẻ thị người khi người cười, tại người thằng Phật chịu cười người ơi. Nghĩ lại việc người mà coi, ta nào có móc có môi, ta nào đâu có muốn soi việc người. Ngặt mà ta chịu tiếng cười, ta đây giải đạo hổ ngươi quá nhiều vậy. Mai rồi lại giải chiều, giải nhiều để tiếng người cười nhiều thêm. Lớp nào bổn đạo thù hềm, lớp nào các phái nó mềm mà thân ta. Còn chi tên tộc có cử đa, còn chi ngọc bích, ngọc có thanh hội này. Hồi nào bổn đạo kêu thầy, lúc này bổn đạo kêu mày kêu tao. Nghĩ thân ta thiệt có đớn đau, hồi nào người để trên cao kính sùng, lúc này người đạp xuống bùn. Nghĩ thân điên khùng lúc thảnh lúc si, biết bao mầu nhiệm quyền di. Lỡ chân xoay bước phải đi lạc đàn, tại ai xấu hổ ta mang, tại ai nên mới thay màn gắt gây. Tại ai mà đổi màn thay, chuyện này cũng tại rưỡi mai lẽ thường. Ít ai mà rõ mà tường, ít ai mà biết ngõ đường mà đi. Xưa nay cũng có nhiều khi, Phật có si người thảnh. Xưa nay lẽ thường, Phật còn tám hạng phải dương. Phật có thương người chẳng có thương, Phật nào Phật có thưởng người khó mến giàu. Ủa cái này sao mà nó là, nó có bỏ câu nào không ta? Bỏ rồi nè. Cõi trần bất luận người nào cũng thương, cho nên Phật mới giáng dương. Ở nơi phân cảnh tầm đường qua đây, đặng mà xưng hiểu làm thầy. Cứu bầy con giải gần đây khổ nàng, Phật nào có kể gian nan. Cứu cho bá tánh đặng an giáp dòng, Phật nào đâu có để công, kể công. Hoàng cầu trái đất cũng đồng là con,
muốn cho con đặng đi vuông tròn lên Phật hết sức chiều lòn giải khuyên Phật ngồi phan cảnh chẳng yên, cho nên Phật phải hạ miền trần trần gian đặng mà Phật có khuyên can cho dân bỏ giữ theo đàn hiền lương. Phật có thấy gian khổ Phật thương, cho nên Phật có tấu thường thường hoàng thiên để cho Phật xuống giải khuyên. Ai mà hữu phước hữu duyên thì còn, ai hung ai dữ tiêu mòn, ai nghe thì còn, ai cãi thì tiêu. Phật thương sinh chúng chính chiều, Ngọc Hoàng thì muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương trong giả bồi hồi, giải đứng giải ngồi, thương xót chúng sanh. Phật thương Phật có bảo tu hành, phải trao phải sửa làm lành bỏ hôn dạy người, giữ hiếu giữ chung. Gái thì phải biết tam tùng mới ngoan, trai nghe thời phải biết tam can, tam can không biết không an sát phàm. Gái thì tứ đức lo làm, công dung ngu hạnh phải đem vào lòng. Tam can là đạo non sông, đạo chồng đạo vợ giữ đồng đừng sai. Tam can là phận của trai, ơn cha nghĩa mẹ thảo ngay mới là. Vợ chồng là đạo tề gia, ơn cha nghĩa mẹ đạo nhà phải toan. Trai thì phải dặn tam can, ơn vua nở nước lo tan lo đền. Chí trai phải giữ cho bền, làm sao đặng có sử tên sử đề. Ơn vua nở nước phải mang, phu thê phụ mẫu phải toan lo dài thì là mới phải làm trai. Đừng theo cờ bạc rượu trà say xưa, các điều tồi tệ phải chừa. Dầu mài kinh sử sớm chưa cho thuần, đừng ham đàn rịch ta từng tưng. Đừng theo phóng đảng tập tành mà hư, lo tầm từ chút phước dư. Tập có tành ăn ở hiện từ mới nên, giữ tâm giữ trí cho bền, đặng mà báo bổ đáp đền quốc gia. Chứ đừng mê hát mê ca, quốc gia là trọng phải mà phải gia nương phò. Chứ đừng giữ của vô vô, nước nghiêng nhà ngã phải lôi giúp tiền mới là phải nè. Mặt cái tôi hiền, đừng ham thế mới kim tiền văn minh. Gái thì phải giữ tiết trinh, trai thì phải dình cho chọn tam can. Giải đời cùng tiếng dùng tiếng dịu dàng, hỡi đàn nhi nữ hỡi trang anh hùng. Nghe đây đừng có ngại ngùng, ngụ ngôn ta giải việc chung của đời. Ai nghe xin chớ có đăng lời, ta nào bày đặt nói chơi với người. Ra công ta lửng các nơi, nào đâu phải chuyện trò chơi ngạo đời. Kêu người tỉnh vía tỉnh hồn, tỉnh tâm mở mắt coi cồn rã tiêu. Cồn rã nhiều chỗ buồn heo, nói ra ta nói chính chiều lòng ta. Bỏ Phật người lại tin ma, cho nên thay xác trả cha quá nhiều. Nói mà nói mai rồi lại nói chiều, nói nhiều người lại giảng nhiều. Ta thêm mai ai mà có phước duyên, thầy là nghe đặng lời khuyên của khùng. Tao văn khùng cũng khuyên chung, ngặt mà lắm kẻ ngại ngùng. Chê bai chê khùng ra giảng không có hay, giảng gì nói đắng nói cay ngạo đời. Giảng này nhắc lại dễ thời, nhắc cả thời phải chạm lòng người điêu hoa. Tại người làm mà chặt quá xa, dạy thì Phật dạy nghe mà nghe ma rật dòng. Phật nào mà dạy quẻo công mực thì nẻ thẳng mít lòng cây queo. Nhiều người nghe giảng quá đau, nhiều người nghe giảng sướng sao trong lòng. Tại lòng mà chẳng thẳng lòng công, nghe giảng thì muốn bắt công bắt còng mà sát tai. Rạch chồng là quỷ là ma, giảng ra lời Phật quỷ ma nghe buồn. Buồn Phật buồn chẳng thẳng luồn, Phật buồn người lại luôn tuồn nhiều năm. Người làm Phật có nào làm, hạ cầm sanh chúng Phật cầm trong tay. Đừng có ỷ giỏi khoe hay, cao qua xa chạy xưa nay. Lắm người biết bao cõi Phật cõi trời, cõi thần cõi thánh thì đời phải tiêu. Nói đây ta lại buồn hiu, chẳng muốn nói nhiều tại lĩnh hoàng thiên. Cho nên cứ mãi tao khuyên, nào ta có nói xẻo xuyên với đời. Ta nào đâu có tiếc công không ăn của thế, ra công dạy hoài dạy đêm rồi lại dạy ngày. Dạy kẻ cái cài dạy kẻ văn chương,
Chúng sanh ai cũng mà ta thương, cho nên ta chịu quan ương thảm sầu, ra công đổi đá bắt cầu. Ta như con quả xói đầu, ai thương nhớ xưa, tay bá giữa dương, chịu tù chịu tội. Ai thương đâu là chừng nào ta mặc áo già, thì là xứ Việt mới là thương ta, lúc bữa này cởi áo cà sa. Ta ra cứu nước ai mà có hay, lúc bữa này ai cũng chê bai, chừng hai ta Phật thì thay lớp tuồng, biết bao là kẻ sầu buồn. Tại vì thấy Phật ngông cuồng nói ma, chừng nào ta mặc cà sa thì là xứ Việt dân mà bình yên, lúc này lúc thở lúc than. Cho nên áo Phật ta mang đặng nào, lúc này lúc mặc cẩm bào. Cẩm bào ta mặc ai nào có hay, mặc mà ta hổ thẹn thay. Cẩm bào ta cởi dắt dai cho rồi, thôi ta dễ mặt cái làm tuồng hát đời nhà Tống luôn tuồng nghe chơi. Ta hát đời Tống ta mời, mời anh mời chị xứng thời. Lại nghe hát đời nhà Tống chơn ron, có thằng Tôn Tú thiệt cái khôn chặt đời. Tôn Tú danh hở rạng ngời, đủ mưu đủ kế hại thời hiền lương. Bàn hồng mưu kế vô phương, tư thông ngoại quát quạt rương rừng đầy. Nói đông rồi lại nói tay, nhắc con đắc kỷ chuyện này ngộ hơn. Đắc kỷ nói thiệt cái ngày đờn, sanh bụng nhẫn hờn, bá khảo thác quan, dạy ngu hết cả một việc. Một cái phồn nó là rõ rệt cho con chồn mà không hay. Đời thương nhiều kẻ bích tai, làm con đắc kỷ chết thay muôn trùng. Ta nay buồn nói cái điên khùng, đố hết anh hùng mà ta nói đó là sao? Không đố rồi đó Tùng ơi, mày nói coi. Dạ. Không nói cũng đố hết đó. Bài tốt đố. Dầu ai trí thức bao cao, ta nói bên Tàu nghe lóng bên Tây, mày thấy không? Mày nghe được không? Mày bàn nổi không? Không bàn nổi. Dạ. Thù thâm quán trả leo dây, ta nói như vậy mà chẳng nghĩ ra. Nói gần rồi lại nói xa, nghe theo lối cũ chặt mà người ơi, thấy chưa? Dạ. Đúng cây gốc nó hở lên trời, cái cây đúng rồi, tự cũng kinh tâm, biết bao người thế mà làm. Thù thâm chẳng biết nghĩa thâm, nơi lầm lời ta nói đây ráng tầm. Không tầm nữa chớ trách lầm ta chi, mực cái đen giấy trắng ta ghi. Mực cái ghi vô giấy chúng y với người, ta làm nhiều chuyện trò cười. Phàm chỉ thiểu nó mơ, không nói ngay đi, cho chuyện biểu hoàng, hoàng không có nổi. Ai mà hiểu đẳng chín mười, đừng buông. Buông ra thì chịu sầu buồn, tuồng đời sắp lớp lộn cuồng, khó thông hỡi người tâm đạo hãy tuồng. Ta nói thình lình khó hiểu khó thông, quan thì thứ nó đem đen lông, cò thì lông trắng, xưa nay lẽ thường quả cò người thấy chán trường. Rồi đây tấu mắt bít đường không hay, cò chim thứ nó hay bay. Rồi đây đứt cánh hết bay nữa rồi, mấy ai nghe đặng tâm hồi, chuyện ta nói đó mà ngồi mà nghe. Lựng đời lựng đứng lựng ngồi, lựng hoài lựng quỷ chưa rồi đâu đâu. Lựng rễ rồi lại lựng dâu, lựng ở đâu thì lựng cây cầu tam, tam giang. Tam giang cầu khỉ bắt ngang, ai mà có phước có gian khỏi cầu. Mấy ông cũng đồn cái cầu này dữ lắm nè. Cái cầu này nè, cũng có nhiều anh chị nghe đồn dữ lắm đó. Nói ví dụ mà vô qua nữa bắt cái cầu đi ngang gì đó mà ai có phước qua cầu không có phước té dưới giác ăn gì đó nè. Dạ. Một vui tám chín thì sầu, kẻ qua sông đặng người nhào xuống sông. Biết bao bụng giả quẹo công, có mong qua khỏi có sông Tam Hà. Qua rồi như kể tới nhà,
mấy kẻ thiệt thà chắc được qua sông, lững đời lững quẻo lững công, lững hoài lững quỷ ai không có tường ta có thương, nhiều kẻ đảng trường xui mưu làm loạn nhà thương tranh hùng, gần đây đã đến ngày cùng khó nổi dễ dùng mà thoát cái đặng thăng, làm mầm cho kẻ thế chằng, tan xương nát thịt cũng gần bên đây, đủ tàu đủ tiếng đủ tay, đủ nào cũng đủ ta đây biết rồi, khác khác gạo cũng một cái thứ nồi, câu kia khác mồi cũng một cái thứ câu, cháu gì cũng phải ở đâu, xem đời chẳng hạ một câu môn, ngày ngay cuồng nói rây người chớ có buồn, ta nói lộn cuồng bà bái dắt bái dơ, tâm ta lửng đửng lờ đờ, ta nói tình cờ mà tới không hay, không cái cờ này ông nói vậy chứ tới không có hay nữa nha. Dạ. Hiu hiu gió thổi non bồng, ta về non bồng ẩn dạng ít lâu. Tới đây là hết rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết cái cuốn 1. Dạ. Nãy cuốn 2 không có đem theo. Vậy cô Hai dạy ở bên đó, cô Sáu dạy mà con với mọi người cái vụ mà cái mộ và cái nai với công chúa Tống Ngọc Châu á, là con của ai đó? Công chúa Ngọc Hân là con của ai cô Sáu? Công chúa Ngọc Hân, công chúa Tống Ngọc Châu, Tống Ngọc Hà đều là con của nhà Lê, con của vua Lê. Dạ. Thì là cái mộ của bà Cái Nai. Cái mộ bà Cái Nai là cái bổ mẹ nuôi của Phật Thầy Tây An, chứ không phải là mẹ ruột. Khi mà Phật Thầy Tây An đi về ngoài Thăng Long á, cỡ ngựa đi vô đi ngang đó thì thấy bà ở dưới chiếc xuồng bả đau bả rên. Phật Thầy Tây An mới xuống ngựa mới xuống hỏi. Thì bà mới nói là cái chặng mà Nguyễn Ánh với Nguyễn Huệ đó, là chồng bà đã tử chặn rồi, bây giờ bà thân có một mình bà đau, không con, không chồng, không gì chứ. Phật Thầy Tây An mới thấy thương xót, mới nói con nè mẹ ơi, rồi mới là chữa bệnh cho bà mạnh. Rồi mới lấy con ngựa chiến đó, con ngựa mà ổng cởi đó, ổng mới đổ chiếc xuồng xuống làm con, mới xuống xuồng hai mẹ con bơi đi rồi bắn chọc cao. Dạ. Yeah. Thằng lánh ông bá hộ ổng ép con mà vợ lẽ giờ vợ sao ông đó có bầu, cái nó mới lập mưu lập kế, nó biểu phải mà đem đi gả cho thầy Tây An đi, thấy hai mẹ con thằng này nó đẹp trai mà nó hiếu thuận rồi này kia nọ, nó lại kêu ông gả đi, chắc là lần này giàu lần này nghèo khổ chắc ham này nghe cái nọ nghe. Dạ. Kêu gã cái bà mẹ bà mới nói bà nói ông bá hộ thương thì ông bá hộ kêu vậy chứ tôi nghèo khổ mẹ con tôi lấy gì lấy sính lễ rồi mà dám cứ ông nói gã không mà khỏi cần sính lễ vậy hết á. Cái ông tại thế à, ông ngồi sao ông trả lời, ông nói chẳng những ông gã không, ông còn tặng tôi cái bầu nữa. Ông biết Phật sao không biết con? Ông biết kỳ ai không? Ừ. Rồi ông thấy cái hoàn cảnh của Mã Kiều này như vậy đó con. Rồi ông cũng thương xót mà Phật mà lòng rộng thênh thang mà cứu rớt được ai cái gì thì vớt. Dạ. Yeah. Cũng cho con Mã Kiều xuống cũng bơi xuồng đi tới mộ Phật Cả Nai đó. Cái cô Mã Kiều cổ chuyển bụng đi, cổ xanh mắt cái gì mà xanh da sao mà giống hệt Phật Thầy Tây An, không khác chỗ nào chứ. Bà mẹ ruột quá tưởng đâu là con bà bậy bạ. Đâu có, bà mẹ nuôi chứ mẹ ruột gì. À mẹ nuôi. Bà thấy bức xúc quá sao bà tức quá, tức bà tắt thở bà chết. Dạ. Cái cô Mã Kiều cũng chết nữa, cho nên bây giờ hiện tại bây giờ dứt là hai cái mộ ra, không tin xác đi dứt coi. Dạ. Cái mộ bà Cả Nai, mẹ nói mẹ Phật Thầy Tây An, mộ bà Ngọc Hân nó đâu có phải, Ngọc Hân chết trước đó là tới 9 năm hay gì lắm. Còn ông nói con của ông chặn đạo phải không, ông chết trước 15 năm gì, Phật Thầy Tây An cũng ra đời mà ông chết ở năm 177 gì đó, còn Phật Thầy Tây An ra đời là 1807, cách 15 năm đó con. Dạ. Mà sao mà sách sử nào mà viết lại mà nói con của
ông Quang Trung Nguyễn Huệ không sao không biết nữa. Bây giờ lịch sử gì ba viết là rõ ràng đó, phân tách nói từ mà Phật thầy Thế An mà sanh ra ngày nào tháng nào hẹn hò đầu thai xuống tháng nào năm nào là gì ba viết cho hết mà. Sao mấy người coi sử nói ngược lại không cô Sáu, không đúng cái đó là mỗi lần sao có coi cuốn gì đó mấy ổng lấy trong cũng như Kim Cổ Kỳ Quan rồi kia cái nọ. Dạ. Rồi mấy ổng viết ra chứ không phải là chính bản gốc. Bây giờ dì ba viết ra mới chính bản gốc đó. Dạ. Tống Mộc Châu này không phải là họ Tống mà tại vì gửi cho hai chồng Tống Công luôn và nên đặt lại họ Tống thôi. Chứ con công chúa nhà Lê đó. Bởi vậy bây giờ tới ngày mình đám giỗ quá xa đông mà đâu có ai mà nhận thức được, nếu mà coi được sao có đem tại đó sao đưa hết cuốn Phật thầy Tây An mà sự tích thầy Tây An rồi. Dạ. Yeah. Khi dì ba viết rồi sao nhận được cái sao đi dưới liền à, sao coi phải hai cái mộ không rồi sao mới gửi lại đó một cuốn. Nằm gần đây không cô Sáu hả? Cái mộ à, của bà thì đó sao đi xuống Tùng Sơn rồi chạy Tùng vòng Sơn. Vòng ra đó qua đó cũng gần. Dạ. Yeah. Cái đó là nằm bên Đồng Tháp hay là bên này? Chợ mới đi xuống đó. Chợ mới. Dạ. Thì đó sau đi chạy vòng vòng đi xuống chùa Tây An rồi đi xuống chùa Sở Môn, sao cũng gửi răng cuốn sự tích của thầy Tây An. Xuống Tùng Sơn cái thấy cậu đó, cậu nói đó có sự tích rồi cũng nhận thôi, sao không có giao. Dạ. Mới vô cái mộ đó rồi sao mới giao lại cuốn. Rồi sao mới vô chùa Lâm Dồ chổng gửi lại cuốn. Rồi chùa chạy dụ cũng gửi cuốn, vô Định Thế Sơn gửi cuốn. Còn ở bên Vinh Đức Quốc Quảng nè. Dạ. Có mấy cậu đó cũng có nói sao mà không có dịp là sẽ qua sẽ đem gửi cuốn, tại trong đó có nói vậy. Nó một đoạn sau đó có nói về phần của ông Đức Quốc Quảng đó. Dạ. Quán cơ đó, hai chồng đi tầm Phật mà lại đó gặp cọp rồi nhảy lên cây, lên cây ngồi trốn dẫn này Phật thầy tới kêu xuống đó. Hai chồng quán cơ. Cầu của ông Đức Quốc Quảng ông nuôi mà. Bởi vậy bây giờ cái cuốn mà sự tích của thầy Tây An này á, đâu có còn cái gì mà mã nữa đâu. Cái ngày hẹn hò đầu thai xuống nè, dì ba cũng ghi nè. Đó rồi năm nào ra sanh ra đời rồi dì ba ghi rõ ràng hết trơn mà. Dạ. Cái hiệu Vũ Sơn Kỳ Hương đó, ông Nguyễn Ánh cũng không nói khác hơn đạo Phật đạo trời đó. Vũ Sơn là hiệu đạo thời Kỳ Hương. Vũ là cửa báo bất thường, Sơn chữ Sơn là núi, Kỳ Hương là cờ ngàn năm đừng để luôn mà. Vua liền ban chiếu ban cờ tứ ăn đàn vua thiên đức luôn. À, lãnh phần là cấp đó là đặt lại là họ đàn chứ không còn giữ họ Nguyễn nữa. Dạ. Phúc Đỡn thì lại chức phần Đông Cung, là Phúc Đỡn là con của ba dòng thứ, con của bà Trần Thị Tú Lan. Khi mà ông Phúc Cảnh ổng không có chịu làm thái tử là ổng nhường ngôi lại cho em, ổng nhường lại chức Đông Cung cho em ổng đó. Dạ. Là ổng đi vô 15 tuổi là ổng vô Tùng Sơn cấp chạy ổng dạy rồi. Cấp đó là ông Nguyễn Ánh mới cho mà khâm sai đi vô có thứ coi ổng về đó ổng cắt chạy ổng dạy cái gì không. Ông khâm sai ổng vô ổng đóng tiền là ổng học là thái tử biết liền. Dạ. Yeah. Biết người của triều đình nè. Dạ. Yeah. Thái tử có nói với ổng nói thôi ông có biết thì ông cũng làm tin đi, đừng có tiết lộ ra ổng là thái tử người ta biết. Tại vì ổng đổi họ đổi tên cho rồi, đổi lại là Đàn Nguyên Nguyên rồi Đàn. Yeah. Thiên Đức. Đi có Đằng Khâm, Đằng Điểu và Theo Phò đó, con coi cái đó thì con nắm hết trơn à, đâu còn chỗ nào đó đâu. Mình còn mờ mịt nữa đâu. Chứ cô Sáu cho con hỏi là cái đám giỗ ở nhà ông Tư á, ông Tư Bình Hòa là ngày mấy giờ cô Sáu? Ngày 26. Dạ. 26 tháng 6 năm 1966 đậu Dương Tịch. Dạ, thế bà con nhiều khi người ta có biết thì tới ngày giỗ đó người ta lên người ta giếng. Hay vậy là cô Sáu nói là 26 tháng 6 nè. Ngày 26 tháng 6 là ngày âm lịch ha cô Sáu. Ngày âm lịch đó không. Dạ. Ông chết năm 1966 thì ông về ông mượn trăm mươi thì tới năm 66 ông Dương Tịch đó mà. Là được mười mấy năm đó. Dạ. Bởi vì nó phương Tây Ngọc Ẩn Quỳnh Long Ngũ Tiên Nữ Lâm Phàm Thập Ngũ Quy đó. Tái tạo Trần Văn lúc bấy chày Lan Thiên về gót hẳn xin dày chờ ngày tái ngộ diều con trẻ.
canh ngủ trở về để con thơ sử vàng ghi chép dạng cơ đồ hồng nhan số mạng do thiên định. Buổi cuối cơ quyền mãi chuyển xây lê thứ đông hay ngọc bổ truyền. Thị Minh là dòng giống của rồng tiên, ngọc ảnh kim tiền lưu dẫn cổ, Soàn là gái nữ của Quỳnh Long. Thì bây giờ ngọc sức ở đâu còn mà ẩn ở đâu mà giấu. Dạ. Yeah. Giờ chỉ em lên gia nó bệnh hòa nhà ngọc ích đó. Di tích nó cấm ông đã có lộ rình rồng mặt hồng một ai nữa, còn đâu nó rời lộ lên rình rồng nữa. Dạ. Yeah. Cái cánh cửa vô di của Phật pháp là gì? Sao người không chia sẻ? Bằng cái vô di không mà ai đòi hiện gia quy đình đài đồ lộ đâu có con. Sao con coi trong sấm giảng đâu hả cô Sáu? Con nói là đất Phật là dùng Phú Tân, Phú An đúng cô Sáu? Cái ruột của Năm Non là cái tỉnh An Giang mình nè. Dạ, An Giang đất Phật sông xa. Phú Tân, Phú An. An Giang đất Phật sông xa, thầy xưa tổ cũ lời ca nói chuyện. Bởi vì nói chuyện chuyện nói thơ về. Cổ nhân có một cái chỉ xe nhiều người đó. Dạ. Có một ông mà nhưng mà mượn xác nhiều, nhiều xác. Một thầy ba tớ. Một thầy ba tớ thì dạ. Một thầy Tây An. Dạ. Rồi tới Đức Thầy, tới ông Lã Thế Ngôn. Bởi vậy nên sát phàm đó, phận tớ sát phàm tớ sẽ dâng cúng dường cho Phật, Phật đền ơn dầu cho phải chịu ngàn cái đắng, cũng nguyện một lòng vì sẽ chấn hưng gì nè, sao quên cái đằng sau. Văn bài nói con bề trên sắp là có trong cái cuốn nào cũng có cái cơ chứ. Từ Sư Giải Quán Khoai cho tới Kim Cổ Vừa Quan là cái nào cũng có cái cơ để lợi chứ. Dạ. Tại mình coi mình tầm không không có ra. Cái thầy cũng nói rồi, có cơ để lợi hết á. Mấy thiên cơ mỗi phút mỗi thời. Yeah. Cái máy thiên cơ mỗi phút mỗi thời này mà lấy áp dụng mà không không đúng thì cũng sai, con thấy không? Này là nói về thời cuộc, thay đổi thời cuộc chứ đâu phải là nói gì trong cái chuyện khác đâu. Dạ. Yeah. Vì là nãy cô Sáu nói đám dỗ ông Tư là ngày 26 tháng 6 âm lịch. Ngày âm lịch. Dạ. Bây giờ cũng có nhiều người ta tới đây, người ta thỉnh kinh đó con, người ta cũng đi tới đó rồi, người ta viếng mộ ông đó. Dạ. Từ hồi đó tới giờ, ông nói xác chẳng cái lăn vào đâu có ai tầm ra đâu. Lời thăm bốn phía ngọc tờ ta lui, âm với dương cách trở sao xui, nhắn cùng ngũ đạo chứ mưa tắt lòng. Thân khùng còn hở long đông, còn lo cho thế hai lòng tăng mưu, ta đâu có gây quán kết cù. Cớ sao dân sự phiền ưu nổi gì? Khoa chàng lĩnh mở hậu thi nên ta xuống quốc giải thì trần gian, chứ mình hồn giữa lâm sang thảnh thơ cũng xuống thế gian làm gì? Ước mong thượng cổ hồ quy thấy trần ấm của thiên nhàn. Quân thần phụ tử vinh giang. Sao đây mà khùng tan phẳng khùng, tới đây từ giả khắp cùng đó. Yeah. Thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Thầy cũng nói lìa khỏi xác mà sao mà cứ chờ thầy hoài, chờ cái xác thầy hoài sao không biết từ sao nữa nha. Cái thầy lìa khỏi xác à. Trời à, thầy xác rẻ không à? Thầy là thầy, xác là xác. Phân rành quá rành rẻ con mà vậy mà sao mà tính đầu cũng còn trong cái xác à. Dạ. Cho nên Sáu phải lên Sáu giải cho, nói gì nhiều lần thân xác thịt đã trả về cho thủ thủy rồi. Còn phần hồn mới điên kỹ đáo kỳ khai. Ông trở lại bằng cái hồn. Cho nên chắc cái bài mà nó viết trong tá hà đó, ông nói xác không mất chứ hồn thiêu nó có mất thì cũng về bằng cái hồn. Dạ. Ta cũng tỏ đôi lời khờ khạc câu gần sâu cho nó ngụ ngôn, mở sông khuy diễn vọng tâm hồn hành thế lữ đem dài cạn tỏ. Viết cho sạch những lời sâu bọ. Con biết cái loại sâu bọ này sâu cái loại nào không? Sâu bọ gì không? Sâu bọ là những cái người mà trong tín đồ hả cô Sáu? Đó. Giống hại người lúc bỏ rễ dòng, như là con thấy mà kinh sách này kia nọ con muốn gieo tỉa rồi thì nói cái câu thì con nã rồi con bỏ rồi. Dạ. Bởi vì thầy không giá chứ không nói mà con mà không có bền chí thì làm sao mà được. Ai có nói gì người ta cũng phải là bền chí mới là nắm được cái tuồng cái lớp này. Huệ tâm khai ngữ mà chuyển quyền thông, sanh hồ thiện sanh câu, đâu câu thành thật, đêm vắng tắt
dài lời để cắt gác ngồi nghiêng tạm biệt phàm gian, rạng dừng mây bóng thỏ lạc nhàn để chiến khác cạn câu hoài vọng. Thấy chưa, ổng đi ổng còn hẹn lại hoài chứ ổng đâu có đi luôn đâu. Ổng hẹn trở lại mà ổng cạn câu hoài vọng. Giờ cô Sáu còn chia sẻ gì thêm không cô Sáu? Còn khuyên bà con cô bác gì không cô Sáu? Vậy là phải chia sẻ một đoạn bên Thượng Lộ Lai Chào rồi cho vui. Dạ. Mùa thu lục tỉnh Nam Phần bị cơn lũ lớn nhân dân héo xào, thảm thương cảnh khổ đồng bào cửa nhà bị nước cuốn vào đồng sâu, lớp bị siêu sập còn đau nặng tay thiên biến, khổ sầu dân than. Tam niên chịu cảnh nước tràn, biển dâu thay đổi thủy ngàn thượng lưu, bão giông tai họa phiền ưu, ngàn căn đeo đắm quan cừu thác ly, ngấm ngầm lưỡng sống còn chi, gia tài sự sản người thì còn đâu, cuốn theo dòng nước chìm sâu. Khổ ơi cảnh khổ ở đâu, ở đầu thượng lưu, An Giang Đồng Tháp lu bu, nhà nước hao tốn tiền xu rất nhiều, mong cầu các anh qua kiều dùm thương giúp đỡ ít nhiều của dư. Cầu đường trường học bị hư, chiến tranh bão lũ quá tiêu hoa tàn, xuất ra công của tỷ ngàn mới là có được đàng hoàng như xưa, là giờ yêu cầu qua kiều các nước giúp để mà hồi, hồi phục lại lục lũ này kia cái nọ, cầu cái đường nó giờ cái gì cũng đòi hỏi cho không, mình viết mình văn bài vậy không nó không thấy không. Phong vũ thủy lôi nhồi quả địa, gian ngầm tứ phía động đa binh, độ tháng sanh linh tịnh cốt nhục, quả tai tới lúc thiện thiên hành, nạn thủy vừa nhất năm canh, bước đầu nạn quả bước nhanh tới liền, làm cho gian chịu phiền, màn trời chiếu đất khắp miền đa mang. Dân ơi dân hỡi phải tan, kiên trì chống hạn mà kết đàn dương lên, cột không nước uống than rên, ăn tim gia sức mà chỉ bền đào ao, giếng sâu nước cạn nước hồi nào, phải chăng thiên biến mà tiêu hao đảo hòn, cầu trời khẳng phạt cho con có được nguồn nước mát ngon mạnh lành, ngày nay gặp lúc nắng hanh, nhớ xưa người cũ tâm thành cầu xin. Giàu cho có nước dưới kinh, đâu bằng trời nhỏ cho mình, giọt mưa lúa xanh héo đọt, buổi trưa đảo lai hẳn hẳn về vừa con dân. Cao nguyên chịu cảnh thiếu than, kéo dài hạn hán muôn phần suy di, đã kia nắng chiếu lưu ly chịu cảnh sầu uy não nùng. Cầu trời nhỏ giọt mưa phùn, cho dân miền núi dễ dùng cao nguyên, sống nhờ giọt nước nguyên thiên, xin ông ban bố dân hiền sống đây. Đồng bằng Nam Bộ miền Tây, Cửu Long nước mát mà đông đầy đất trái, cũng nhờ cơ giới nước ngoài tạm dùng chống hạn mà thế thay mưa nguồn. Thì mình cũng nhờ các nước kỹ sư rồi kia chế máy bơm rồi này kia cái nọ đó con. Dạ. Bây giờ mình cũng phải nhờ nhỏi con bây vậy nó vậy mà còn mình dành nữa chứ. Bạn là tiên Phật tích tuồn, còn mình là Phật quắc, hiệp là nó gửi xu bữa nay. Ta là tiên với mình là Phật này nha. Bạn là tiên quắc tích tuồn, tôi là Phật quắc gỡ xuân bữa này. Hiệp nhau gỡ rối là đây, tiên Phật hiệp dày của giúp bá gia, thời này buổi cuối kỳ ba. Long qua các nước hiệp hòa thị chung, hiệp cùng chống nạn lao lung, lập đời trời khiến lòng chung lực hổ hiền. Chí tài có đủ cơ quyền qua liên tồn, tại con hiền chí quá tàn ơi, nó đánh chữ này ta đọc nhưng không được đó thì biết đó. Thanh minh trong tiết tháng 3 qua liên tồn tại gì con hiền sao chữ này đánh một về luôn đọc không được. Dừng qua liệt sĩ chỗ đà khắp nơi, hồn linh nay được thảnh thơi, con đường đi tới chiều mơ xây tròn, cháu con tiếng bước gót son, con người trung dũng hiệp đàn bác ta,
Nguyễn Linh thân tướng đại đa, mấy đứa này nó đánh quá xa sai rồi. Cuốn này mới gửi về là sách. Cái này ai gửi về cô cháu? À, cái này bên ai? Cái cháu ở Bình Dương á. Dạ. Mới đánh gửi về con, nó mới nó photo đem về sao nè, quá sai rồi. Mấy người à, đánh cái này cái tâm nó phải tình nó đừng Linh có lộn xộn á. Lam nè, Hồn Thiên không nhận có mãi. Nhiều. Chỉ có Diễm Phương nó đánh quen rồi, nó đánh ít sai thôi, còn mấy đứa này mới đánh nè. Ví dụ khi văn á, cũng không có biết văn thuộc á, đánh á. Còn mình thuộc văn thì đỡ chút. Bởi vậy. Thôi cái này phải nghiên cứu lại cho nó sửa rồi hả lên mới được. Cái này nó mới gửi, nó đem như hôm qua, nặng bích á, nó tôi đem qua. Dạ. Anh chuyên tà vì lòng yêu nước phải đà tỏ khoan làm tôi giữ chữ chung ăn thời cha yêu chúa hiến thân đảng nhà xã hội chủ nghĩa cộng hòa lập thân buổi cuối kỳ ba hưởng nhờ qua liên phật bác đợi chờ những ai đi đúng bến bờ ma ha bác tế bút kỳ ba đảng đạo tạo cho đời minh thảo hoàng gia cảnh trung ương là nước nam hà giặc báo quý cho nhà nam việt để đền bù kém khuyết thở xưa anh em chiến sĩ nắng mưa vì dân vì đảng dẫm bừa đạn bơm để giành lại bát cơm manh áo cho mầm non con cháu mai sau gót chân đẫm máu anh hào ngày nay sử sách bia giàu phong quang con với cháu thẳng đàn tiến bước noi gương cha gương theo dõng lược ông cha đem chí tài giúp dựng sơn hà có ánh sáng bát cha soi dọi ánh sao vàng tiếp nối đời xưa qua liên thế giới đời sau mảnh để lời xưa hòa nhau nền trời rõ rực ánh sao thái hòa các nước bạn giúp ta lập hội hội cộng đồng tắm gội non sông đủ tiện nghi sống cảnh non bồng văn hồng lạc giống dòng ghi tạc các tiên bang đỡ đạt nước Nam Hà vì bác Hồ tâm đức quá đại đa dùng màu phép thiên la hòa phiên quốc tình cốt nhục con chung bầu trái đất sống làm sao trong gan tắc nối liền kiều bào hải ngoại tâm yên lời thiên bắt bố kim tiền định phan các phong thổ nước dân nhiều biến cố gây náo loạn đường phố đến cơ quan lối biểu tình dân chúng phàn nàn bởi khủng hoảng nên kinh bang tiền tệ trải bao đời qua bao thế hệ gương Bác Hồ nói thế hệ đời sau truyền cháu con giống tốt tạo đào cho mảnh đất vàng thau hồng lạc các phần tử ngày xưa đỗ đạt này nói gì bác nắm binh quyền đỡ đạt xây thành ngày nay tên tuổi rực lừng danh ngàn đời sau mãi mãi sử sanh còn ghi tạc người lành nêu gương sáng như Bác Hồ chí công tâm thiền đáng danh của người nước rạng khắp bốn phương đó mới là Đức Phật Minh Vương của thế kỷ Trung ương 21 nay lai đáo lời lành Phật thốt thương con quan lễ giới con dân lúc chào đời đến lúc thành thân cũng phải trả quả căn đôi chút nay nhằm buổi phong thần kiến trúc lo dựng xây hạnh phúc tương lai ông cha xưa lắm cảnh đã đài dài công hạng mã có ngày vinh quang Hồ Chí Minh cây đuốc giác đàn mở mang trí tuệ khắp tàn cháu con nay các cháu lòng son ghi nhớ công ơn này muốn thở giữ trong lòng bác là người bác ái đại đồng đến dạng kỹ không khoai lòng chí khí lời nói bác khắc ghi tâm trí tấm gương hùng chung thủy khắp son giới trên bể núi năm non anh hùng các vị nay còn ghi danh Hàng thượng đẳng Ngọc Thanh chào Chúa thuận cơ trời hiệp Chúa Minh Hoàng. Bởi vậy hai ông người ta phải hiệp lại chứ không hiệp sao? Cùng nhau giữ vững gian sang phát triển kinh tế mở mang quá trình cho khắp cả sanh linh dùng châu thổ. Biết xăm soi từ cổ chí kim biết đâu là chân lý thanh liêm soi gương bát đi tìm nẻo chánh. Đường ngõ tắt ta nên xa lánh cứ thẳng đường thấy cảnh Tây Phương đừng theo lối cũ nhà thương. Phải theo lối mới nhà đường Minh Châu nè. Sao tin đổ mọc lầu ông cấm. Các tiên bang thái phẩm đền thờ bốn phương có một cột cờ đấy là di tích cơ đồ giảng cụ hậu Long Hoa tề tụ á hâu. Bởi vậy hậu Long Hoa là hậu các nước đó con ơi. Dạ.
có Minh Dương Nam Việt gầm thâu, Tây Dương Điển chúng bầu nhiệt quyết. Đàn Tây Cung người cùng về cho biết, để nghe lời quả giết của Minh Dương. Tứ phương có một học đường dạy cho người biết, Hoàng Lương Quý Kỳ, Long Hổ Minh Quắc Bắc Tử Quy, hiện đại nhân sanh khó ai bì, sắc án thiên di kỳ sắc lộ, bốn phương phổ độ kẻ hiền lương.